Chiều 2 tháng 6, lãnh đạo công an huyện Crong Búc Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm thanh niên nhậu say, vô cớ ra quốc lộ chặn phá xe khách rồi bỏ trốn. Theo lãnh đạo công an huyện, vụ chặn xe khách rồi đập phá tài sản xảy ra vào dạng sáng 1 tháng 6 trên quốc lộ 14 thuộc buôn Đờ Giao, xã Cư Né, huyện Crong Búc. Có 4 người bị bắt gồm Y Phương Niê 21 tuổi, Y Khôi Nie 20 tuổi, Y Ni Nie 24 tuổi, Y Kun Lộ 24 tuổi, đều trú ở xã Cư Né. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 6, sau khi cùng nhau ăn nhậu tại Buôn Giờ Hia 1, xã Cư Né, Y Khôi rủ ba người còn lại đi chặn xe đập phá. Sẵn hơi men, cả nhóm đồng ý và mang theo một dao phát và hai cây gậy ra quốc lộ 14 tìm chặn xe để đập phá. Khoảng 2 giờ 10 phút sáng ngày 1 tháng 6, nhóm thanh niên này đang đi trên quốc lộ 14 đoạn qua Buôn Đờ Giao, xã Cư Né thì gặp ô tô khách giường nằm Ngọc Thông Huế theo hướng từ huyện Y Hờ Leo đi thành phố Buôn Ma Thuột cả bốn thanh niên hùa nhau dàn hàng ngang giữa đường để chặn xe rồi dùng dao gậy để phá đập ô tô nêu trên hậu quả là xe Ngọc Thông bị hư hại kính phía trước kính bên hông xe ô tô và cụm đèn tín hiệu gương chiếu hậu để chống trả tài xế xe khách cùng một số người trên xe dùng bình cứu hỏa xịt vào nhóm thanh niên thì nhóm này bỏ chạy ngay sau khi nhận được tin báo của tài xế xe khách công an huyện Cờ Búc đã triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng trên tối ngày 1 tháng 6 toàn bộ bốn thanh niên gây ra vụ phá xe trên đã bị bắt giữ